chương 3331, Hải Chi Giác. Long Cung công khai tuyển nhận đệ tử, chỉ cần có thủy tộc sinh vật có thể xông qua Long Môn, là có thể đủ trực tiếp gia nhập Long Cung. T. Long Cung thế nhưng tuyển nhận đệ tử, hơn nữa chỉ cần là thủy tộc sinh vật đều có thể gia nhập Long Cung, này đối với thủy tộc sinh vật tới nói, quả thực là thật lớn cơ duyên. Nghe nói gia nhập Long Cung nội, có cơ hội lột xác thành cường đại Á Long, thủy tộc các huynh đệ, hướng A. Hướng A. Đương Long Cung tuyên bố tuyển nhận đệ tử lúc sau, toàn bộ vây lục sao trời hoàn toàn sôi trào lên hiện giờ long cung đó là kiểu gì tồn tại tuyệt đối bá chủ cấp bậc thậm chí vây lục sao trời sở hữu thế lực cùng cường giả nhóm đều rõ ràng long cung thực mau liền muốn bước vào khai thiên hồng hoang đại lục như thế cường đại thế lực tuyển nhận đệ tử đối với sở hữu thủy tộc sinh vật tới nói đều là một cái thật lớn vô cùng cơ duyên đương long cung đem tin tức này tuyên bố sau khi ra ngoài toàn bộ vây lục sao trời sôi trào lên bất quá thực mau vây lục sao trời cường giả nhóm phát hiện Long cung hướng tới Khai Thiên Hồng Hoang Đại Lục phương hướng chạy. Cuối cùng ở nửa tháng sau, ngừng ở Khai Thiên Hồng Hoang Đại Lục phía trước, hoàn toàn sừng sững tại đây một mảnh hư không. Mà sở hữu thủy tộc đều có thể trước kia tới Sấm Long môn, một khi xông qua, trở thành Long cung một phần tử. Long cung sừng sững ở Khai Thiên Hồng Hoang Đại Lục phía trước, cũng khiến cho không ít người nghị luận. Cái gì Long cung muốn nói cho mọi người, chúng ta muốn tiến vào Khai Thiên Hồng Hoang Đại Lục, tùy thời có thể tiến vào. Cái gì gia nhập Long cung, chẳng khác nào gia nhập Khai Thiên Hồng Hoang Đại Lục thế lực long cung không có ý tứ này nhưng lệnh đông đảo người tuyên truyền thành ý tứ này nhưng long cung cũng không có giải thích kế tiếp một đoạn thời gian đại lượng vây lục sao trời thủy tộc hướng tới bên này chạy tới tiến hành sấm long môn thậm chí ở long cung đem chuyện này tuyên bố không bao lâu lúc sau thủy long cung gia nhập long cung thủy long cung thực lực cũng không tính nhược rất nhiều đều có được thần long một tia huyết mạch nhưng là thủy long cung tương so với hiện giờ long cung tới nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới Thủy Long Cung cũng là nhìn đến Long Cung cường đại thực lực, hơn nữa Thủy Long cường toan Long hậu bọn họ nữ nhi Thủy Linh Lung đều gia nhập Long Cung, dứt khoát cũng đi theo gia nhập tiến vào. Thủy Long Cung gia nhập, lệnh Long Cung thành viên được đến thật lớn gia tăng. Thủy Long Cung có hai 000 nhiều vạn danh thành viên, bất quá cũng chỉ có 50 vạn thành viên xông qua Long Cung. Còn lại bám vào Long Cung phía dưới, cư trú ở Thủy Long trong cung mặt. Này cũng lệnh Long Cung có một cái cực đại mà chỗ tốt, đó chính là ngày sau sẽ có cuồn cuộn không ngừng thành viên gia nhập tiến vào chỉ cần thủy long trong cung đệ tử sấm long môn long cung liền có thể bổ sung long cung thành viên số lượng thủy long cung gia nhập long cung còn chuyên môn cử hành một hồi khánh yến trước cuộc lúc này đây cũng lệnh thủy long cung gia tăng rồi hai gã thuần chủng thủy thần long thời gian từng ngày quá khứ trong nháy mắt nửa năm trôi đi tại đây nửa năm trong lúc trừ bỏ ngao giải bọn họ long cung tăng lên đã hoàn toàn hoàn thành mà chính là ngao giải cùng với mặt khác ba gã cắn nuốt chi long cũng đã đột phá đến vũ trụ tôn giả bát giai sức chiến đấu hướng tới vũ trụ tôn giả cửu giai sức chiến đấu xuất phát. Này khai thiên hồng hoang đại lục bên cạnh vị trí, thích hợp chúng ta Long cung địa phương, còn xác thật không nhiều lắm. Ở vào Long cung Long Vương trong điện. Nghỉ ngơi nửa năm thời gian, Vương Tiên cũng bắt đầu xử lý một ít chính sự. Tại đây nửa năm trong lúc, Long cung cũng bắt đầu tìm kiếm thích hợp với Long cung định cư động thiên phúc địa. Bất quá Vương Tiên nhìn này đó tư liệu, cũng không phải phi thường vừa lòng. Khai thiên hồng hoang đại lục bên cạnh vị trí không có gì hải dương, ao hồ nhưng thật ra có không ít này đó ao hồ diện tích cũng phi thường khổng lồ, tùy tiện một cái ao hồ diện tích cũng là có thể so với trước kia vài cái tinh gian sao trời. Nhưng là, căn cứ Long Cung được đến tin tức, này đó ao hồ nội tài nguyên cũng không phải rất nhiều. Trừ bỏ có được một cái động thiên phúc địa ở ngoài, mặt khác đồ vật cũng không có. Khai thiên hồng hoang đại lục tài nguyên là dị thường khủng bố, nhưng đây cũng là tương đối. Đối với đã từng cổ hải chủng tộc như vậy thế lực, này đó ao hồ tuyệt đối là tọa ủng đại lượng tài nguyên. Nhưng Long Cung thực lực đã đạt tới này một bước, những cái đó địa phương tài nguyên đối bọn họ tới nói liền hữu hạn. Long cung nếu như chuyển dời đến nơi đó, muốn nhanh chóng tăng lên, khả năng liền phải triều chung quanh thế lực xuống tay. Nhưng chung quanh thế lực đã biết Long cung thực lực, Long cung di chuyển qua đi lúc sau, khả năng lập tức tới cửa bái phỏng. Đến lúc đó đều là hàng xóm, đối phương cũng như thế khách sáo, Long cung cũng không có khả năng hướng tới bọn họ xuống tay. Như vậy Long cung phát triển liền sẽ thông thả lên. Đem mục tiêu đặt ở Khai Thiên Hồng Hoang đại lục bên cạnh chỗ sâu trong vị trí cũng làm tốt kế tiếp tiến vào càng sâu địa phương làm chuẩn bị. Vương Tiên mở miệng nói, Khai Thiên Hồng Hoang đại lục bên cạnh chỗ sâu trong nói cũng có không ít ao hồ. Quy thừa tướng trầm ngâm xuống dưới, suy tư một chút tiếp tục nói, Long Vương, ở Khai Thiên Hồng Hoang đại lục bên cạnh chỗ sâu trong có một mảnh Hải Dương tồn tại. Hải Dương sao? Vương Tiên hơi hơi nheo lại đôi mắt, bàn tay vừa động, trong tay xuất hiện một cái bản đồ. Bản đồ rất nhiều địa phương có chút mơ hồ, nhưng ở mặt trên có một cái động Thiên Phúc địa tồn tại đây là thâm trạch chủng tộc tộc trưởng cho hắn một cái động thiên phúc địa đồ cái này động thiên phúc địa đồ giá trị khả năng sẽ rất cao cũng có thể sẽ rất thấp cao nói có thể so với một cái thật lớn bảo tàng thấp nói chính là một cái phế giấy này bản đồ đánh dấu địa phương chính là quy thừa tướng theo như lời kia một mảnh hải dương cũng không thể đủ nói là hải dương phải nói là hải chi giác khai thiên hồng hoang đại lục có cũng có hải dương tồn tại hải dương diện tích khủng bố vô cùng không thể đo mà này hải chi giác thậm chí liên tiếp sơn hải nơi hải chi giác sơn hải nơi vô số hoang thú mọc lan tràn địa phương sao trời cự thú ra đời sinh tồn địa phương một cái có thể ra đời sinh tồn sao trời cự thú địa phương có thể nghĩ là cỡ nào khủng bố ở sơn hải nơi bên trong liền vũ trụ đỉnh chủng tộc cường giả tiến vào đều phải thật cẩn thận cho dù là đỉnh thần long nhất tộc cũng không dám ở nơi đó mặc kiêu ngạo làm thủy tộc chi vương thần long một mạch duy nhất không có thống trị hải dương chính là sơn hải nơi hải có thể nghĩ nơi đó sinh tồn cái dạng gì tồn tại khoảng cách hải chi giác nơi đó gần nhất chủng tộc, phi hành đến hải chi giác nơi đó, cũng yêu cầu nửa năm thời gian, có chút xa, nhưng có truyền tống trận nói cũng không tồi. Vương Tiên trong miệng lẩm bẩm. Hải chi giác nơi đó tài nguyên càng thêm phong phú, bởi vì liên tiếp hải dương, cái gì bảo vật đều có khả năng ra đời. Một ít cường giả cũng sẽ đi hải chi giác nơi đó săn giết hoang thú, chạm vào cơ duyên. Nơi đó xác thật là Long Cung tốt nhất một cái lựa chọn. Nếu như Long Cung ở hải chi giác bên trong có thể có một cái động thiên phúc địa nói, vậy càng tốt. Vương Tiên nhìn trong tay động Thiên Phúc địa đồ, trong lòng tự hỏi, quá mấy ngày ta đi một chuyến hải chi giác nơi đó, nhìn xem có thể hay không tìm được này động Thiên Phúc địa, nếu như có thể tìm được tốt nhất, nếu như tìm không thấy, vậy chọn khoảng cách hải chi giác gần nhất cái kia chủng tộc. Vương Tiên hướng tới Quy thừa tướng nói, "Là Long Vương." Quy thừa tướng gật gật đầu. Tấu chương xong. Chương 3332, bị nguyền rủa sinh linh. Long cung đổ bộ, đối với Long cung tới nói là một kiện chuyện trọng yếu phi thường này quan hệ đến long cung tương lai phát triển khai thiên hồng hoang đại lục là một cái thật lớn vô cùng bảo địa lựa chọn một cái tốt đẹp phát triển địa phương có thể lệnh long cung nhanh chóng tăng lên vương tiên đối với chuyện này phi thường coi trọng ba ngày lúc sau hắn làm một ít chuẩn bị lúc sau rời đi long cung lập tức hướng tới khai thiên hồng hoang đại lục bay đi đi hải chi giác nhìn xem thuận tiện tìm kiếm một chút kia động thiên phúc địa hắn phi hành tốc độ thực mau thượng một lần ở khai thiên hồng hoang đại lục hoạt động một đoạn thời gian làm hắn đối với khai thiên hồng hoang đại lục cũng có chút hiểu biết. Đương vương tiên thái cực long bàn ở chính mình chung quanh xoay tròn, vô thủy thánh cánh triển khai lúc sau, có thể uy hiếp đến hắn, rất ít rất ít. Vũ trụ tôn giả cửu giai tốc độ, hơn nữa vũ trụ tôn giả cửu giai lực phòng ngự, làm hắn ở khai thiên hồng hoang trên đại lục không phi hành, có chút không kiên nể gì một ít. Này cũng làm hắn lên đường tốc độ mau thượng rất nhiều. Bất quá ngay cả như vậy, này như cũ là một cái dài dòng con đường. Vượt qua khai thiên hồng hoang đại lục từng tòa ngọn núi, vượt qua một đám khổng lồ ao hồ, Vương Tiên vẫn luôn ở cực nhanh vội vàng lộ. Đuổi ba tháng lộ trình, hắn nhìn nhìn khoảng cách, đem ám liệt triệu hoán lại đây. Hải chi giác khoảng cách, tương so với vu yêu quốc gia nơi đó, khoảng cách là gấp trăm lần tả hữu. Vương Tiên tính toán một chút, này nếu là hắn bay qua đi, ít nhất yêu cầu một năm. Cho nên hắn vẫn là quyết định làm ám liệt dẫn hắn qua đi đi. Quá xa. Ông. Hai ngày lúc sau, Vương Tiên thân ảnh chợt lóe, xuất hiện ở một chỗ trong hư không. Long Vương, phía trước đó là trúc hải chính đuốc yêu tộc sở chiếm cứ địa phương ám liệt chỉ vào phía trước hướng tới vương tiên hội báo nói chính đuốc yêu tộc đó là khoảng cách hải chi giác gần nhất một chủng tộc không có gì bất ngờ xảy ra nói long cung ngày sau có khả năng sẽ khiêu chiến cái này chủng tộc ám liệt ngươi đi về trước đi ta ở chung quanh nhìn xem vương tiên hướng tới ám liệt nói ánh mắt nhìn về phía trước vị trí phía trước vị trí là một mảnh cây trúc hải dương cây trúc không phải bình thường cây trúc chủng loại cũng rất nhiều có thông dài có thô tráng. Có mặt trên còn sinh trưởng măng. Vương tiên thân hình vừa động, hướng tới phía trước bay đi. Ông. Tới gần thời điểm, hắn ẩn nấp một cái thân hình. Chính đuốc yêu tộc thực lực cũng không nhược, có được vũ trụ tôn giả bắt giai sức chiến đấu cường giả, bất quá tổng hợp thực lực muốn so vô yêu quốc gia nhược thượng rất nhiều. Vương tiên không có không kiên nể gì bay qua đi, lúc này đây hắn vốn dĩ cũng không phải đi tìm việc. Mà là nhìn xem này chính đuốc yêu tộc, nhưng mà đi trước hải chi giác. Di, nơi này cây trúc sinh trưởng giống như một cái thuyền buồn giống nhau, có đặc thù năng lực sao? Vương Tiên tới gần trúc hải, nhìn kia rậm rạp cây trúc ngưng tụ mà thành đồ vật, trên mặt tràn ngập tò mò chi sắc. Ở chỗ này, hắn có thể nhìn đến một ít chính đuốc yêu tộc yêu thú. Chính đuốc yêu thú là một loại thực vật tính yêu thú, có được hỏa thuộc tính, có thể càng hai dai mà chiến. Bọn họ bản thể cùng cây trúc có chút tương tự, có được chính tiệt thân thể. Cho nên xưng là chính đuốc yêu thú. Vương Tiên ở chính đuốc yêu tộc chung quanh đi dạo một vòng ở hắn cảm ứng dưới, chính đúc yêu tộc thực lực cùng Long Cung so sánh với còn có không nhỏ trên lệch. Cho dù là Long Cung hôm nay tiến hành đổ bộ chi chiến, chính đúc yêu tộc đều không phải bọn họ đối thủ. Gì? Đúng lúc này, Vương Tiên nhìn đến có thượng trăm chỉ không thuộc về chính đúc yêu tộc yêu thú bay qua tới, đi tới một cái khổng lồ cây trúc phía trên. Ở kia khổng lồ cây trúc thượng, có chút truyền tống trận pháp. Thượng trăm cái yêu thú trực tiếp thông qua truyền tống trận rời đi. Truyền tống trận, mặt khác yêu tộc, vương tiên ánh mắt lộ ra tò mò chi sắc lấy ra vũ trụ trí não tìm tòi một chút chính đuốc yêu tộc thế nhưng còn có thông hướng hải chi giác truyền tống trận vương tiên nhướng nhướng mày hải chi giác bởi vì là thuộc về sơn hải nơi hải một góc bên trong hoang thú nhiều nguy hiểm cao nhưng đồng dạng bảo vật cũng phi thường nhiều hoang thú tuy rằng hung mãnh nhưng rất nhiều hoang thú có thể dùng để chế tạo hậu thiên linh bảo cho nên cũng có không ít chủng tộc cường giả đi trước hải chi giác nơi đó vương tiên ra tìm một ít về chính đuốc yêu tộc truyền tống trận tin tức thân hình vừa động lập tức hướng tới cái kia đại cây trúc thượng bay đi vị này cường giả là muốn truyền tống đến hải chi giác nơi đó sao vương tiên bay qua đi ở kia đại cây trúc nội chui ra một cái chính đuốc yêu thú mở miệng nói đúng vậy tiến hành truyền tống vương tiên gật gật đầu một kiện hư không thần đế đỉnh bảo vật tên kia chính đuốc yêu thú nói có thể vương tiên gật gật đầu cánh tay vung lên trực tiếp đưa cho hắn một kiện hư không thần đế đỉnh bảo vật tiến hành truyền tống một lần này giá cả không thể nói không cao. Bất quá rất nhiều cường giả cũng có thể đủ tiếp thu. Rốt cuộc tiến vào hải chi giác nơi đó, trên cơ bản thực lực không có thấp hơn vũ trụ tôn giả tứ giai. Lại thấp nói, tới đó liền có chút nguy hiểm. Thỉnh. Chính đuốc yêu thú hướng tới hắn ý bảo một chút, vương tiên lập tức đi vào kia đại cây trúc thường. Ông. Truyền tống trận pháp mở ra, ngay sau đó chung quanh biến ảo. Âu âu. Xôn sao. Vừa mới từ truyền tống trận pháp nội ra tới, vương tiên liền nghe được hải điểu hoang thú cùng với sóng biển thanh âm chung quanh cảnh tượng biến ảo một cái mỹ lệ giống như viễn cổ thế giới xuất hiện ở tầm mắt nội ở chú linh trong thôn cấm chém dết cấm tranh đấu lúc này một bên truyền đến một thanh âm vương tiên nghe được thanh âm này trong lòng hơi hơi rùng mình hắn quay đầu hướng tới một bên nhìn lại cách đó không xa đứng một cái bà lão bà lão thoạt nhìn phi thường bình thường bình thường đến ở vương tiên cảm ứng hạ đối phương chỉ có thần vương thực lực thần vương thực lực là ở khai thiên hồng hoang đại lục là cái gì khái niệm? Khả năng một cái cân lốc liền có thể đưa bọn họ giết chết. Bà lão hoàn toàn là nhân loại bộ dáng, già nua, tuổi rất lớn. Bất quá, nàng trên mặt cùng với nàng trên người, che kín từng điều màu đen xăm mình. Loại này xăm mình phi thường quỷ dị, vương tiên liếc mắt một cái đảo qua đi, cho hắn một loại tim đập nhanh cảm giác. Thần vương thực lực, quỷ dị xăm mình. Chú Linh Thôn. Vương tiên trong mắt lập lòe, loại này tin tức hắn cũng không có ở trí não thượng được đến tin tức phương diện, trí não cũng không phải vạn năng. Nhưng hắn trong lòng giờ phút này có một loại suy đoán. Tiểu tử lần đầu tiên tới nơi này đi, ha ha, chúng ta là bị nguyền rủ người, cũng là nhỏ yếu người, nhưng ngàn vạn không cần khi dễ chúng ta. Bà lão nhìn Vương Tiên, cười ha hả nói, có vẻ phi thường tùy ý. Đối mặt Vương Tiên loại này vũ trụ tôn giả, cũng không có chút nào sợ hãi, cho dù là một tia tôn kính. Bị nguyền rủ người. Vương Tiên ánh mắt lập lòe, theo sát cười cười, yên tâm a à bà, ta cũng không dám bị nguyền rủa người vương tiên trong lúc lơ đẳng cũng nhìn đến quá cùng loại sinh linh loại này sinh linh là bị nguyền rủa sinh linh đồng dạng cũng có người nói là bị chúc phúc sinh linh bọn họ tu luyện rất khó rất khó cơ hồ khó có thể tiến thêm ghi lại chung loại này sinh linh không có ra đời quá vũ trụ tôn giả nhưng không cần bởi vì bọn họ thực lực nhược mà khi dễ bọn họ bọn họ lưng đeo nguyền rủa nếu như ngươi giết loại người này nguyền rủa sẽ buông xuống đến ngươi trên người ngươi sẽ gặp đến khủng bố quỷ dị công kích vũ trụ chúa tể cũng không dám tùy ý sát loại này sinh linh. Nhỏ yếu, bị nguyền rủa, nhưng cũng bị thiên địa bảo hộ. Tấu chương xong. Chương 3333, nguyền rủa chi trì. Phía trước có chú linh thông quy củ, ở chúng ta nơi này cần thiết muốn tuân thủ cái này quy củ, nếu không sẽ gặp đến chúng ta chú linh thông công kích. Bà lão hướng tới Vương Tiên nói, chậm rãi hướng tới bên ngoài đi đến. Vương Tiên nhìn nhìn hắn, ánh mắt nhìn về phía trước. Chú linh thông quy củ. một tấm tranh đấu, triển lộ uy thế cường đại. 2. Cấm ồn ào, quấy rầy chú Linh Thôn 3. Cấm hướng chú Linh Thôn thôn dân hỏi thăm bất luận cái gì sự tình Tam tắc quy củ, mỗi một cái quy tắc nhìn qua đều cường thế vô cùng Nhưng không có người dám không vân theo Chú Linh Thôn này đó bị nguyền rủa người, khủng bố chỗ không chỉ có ở chỗ bọn họ nguyền rủa Còn có một chút phi thường khủng bố, đó chính là nghiệp hỏa Cái gọi là nghiệp hỏa, chính là nếu như có người đuổi đi hoang thú cũng hoặc là mệnh lệnh chính mình chiến sủng đánh chết này đó nguyền rủa người như vậy người chủ sự cũng sẽ gặp đến nguyền rủa thậm chí nếu như đại lượng diệt sát bị nguyền rủa người khả năng sẽ liên lụy đến tự thân huyết mạch địa phương khác tỷ như một chủng tộc cường giả giết bị nguyền rủa người vị này cường giả có khả năng bị nguyền rủa giết chết vị này cường giả hậu đại một mạch thân nhân đều có khả năng gặp đến diệt sát bị nguyền rủa người không thể giết bất quá loại người này đối với vương tiên bọn họ tới nói cũng không có gì uy hiếp lực ánh mắt quét quét chung quanh vương tiên thân hình vừa động trực tiếp bay đến không trung lấy ra kia động thiên phúc địa đồ. Nhìn trên bản đồ tin tức, hắn hơi hơi nhướng nhướng mày. Ở cái này trên bản đồ, thế nhưng cũng có chú Linh thôn tồn tại. Xem ra thôn này có rất dài lịch sử. Cái kia phương hướng, bất quá này động thiên phúc địa đồ quá mơ hồ, mơ hồ đến chỉ có một đại khái phạm vi. Vương tiên trong miệng lẩm bẩm, thân hình vừa động, lập tức hướng tới cái kia phương hướng bay đi. chung quanh chủng tộc khác cường giả không nhiều lắm, thậm chí vương tiên không có nhìn đến một cái. Hải chi giác rất lớn, có thể đến nơi đây đều là cường giả. Thực mau, Vương Tiên liền đi tới hải dương trên không. chung quanh, có hải điểu hoang thú phi hành, có chút hải điểu trên người, cũng che kín màu đen quỷ dị xăm mình. Này đó hải điểu, đồng dạng là bị nguyền rủa tồn tại. Bị nguyền rủa sinh linh, có một bộ phận là kế thừa cha mẹ, cũng có một bộ phận là bởi vì mặt khác nguyên nhân, xem ra nơi này có quỷ dị địa phương tồn tại. Vương Tiên trong miệng lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Hắn không có trêu chọc này đó hải điểu, hải điểu tự nhiên cũng không dám công kích hắn. Vương tiên cũng không có ở trên không phi hành, mà là tiến vào đến hải dương nội. Thần Long, thuộc về hải dương. Tiến vào hải dương nội, vương tiên lập tức cảm ứng được chung quanh, mơ hồ có cường đại thủy tộc sinh vật tồn tại. Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, không để ý đến, tiếp tục hướng tới phía trước bay đi. Ngao du ở hải chi giác nội, vương tiên hướng tới chỗ sâu trong bay đi. Thực mau hắn liền cảm ứng phía dưới vị trí sinh trưởng một ít vũ trụ tôn giả cấp bậc hải tảo, hải thụ linh tinh sinh vật, Vương Tiên không có đem chi lấy đi, tiếp tục hướng tới chỗ sâu trong bay đi. Một ít vũ trụ tôn giả nhất gia nhị giai bảo vật, còn không đáng hắn ra tay. Căn cứ bản đồ thượng tin tức, hai ngày lúc sau, Vương Tiên đi tới kia một mảnh khu vực vị trí. Mà ở ngày này lên đường, hắn cũng gặp được không ít hoang thú. Có hoang thú thực lực, cũng có được vũ trụ tôn giả sáu bảy giai sức chiến đấu. Gặp được loại này hoang thú, Vương Tiên trực tiếp đem chi chém giết. Tới này một mảnh khu vực. Đương Vương Tiên ở đáy biển xuyên qua thời điểm, đột nhiên cảm ứng được phía trước đáy biển đã xảy ra thật lớn biến ảo. Xanh lam sắc nước biển biến thành màu đen, như mực nước giống nhau hắt, sâu đậm đáy biển nội, xuất hiện một ít kỳ quái đáy biển ngọn núi. Vương Tiên ánh mắt nhìn nhìn phía trước khu vực, trong mắt cũng là lộ ra tò mò thần sắc. Này một mảnh khu vực sẽ có động thiên phúc địa tồn tại. Bất quá thâm trạch chủng tộc tộc trưởng cho hắn cái kia bản đồ cũng xác thật thần dị, lấy thực lực của hắn đều phá hư không được. Có thể chế tác như thế bản đồ, thực lực tuyệt đối khủng bố, nơi này mức độ đáng tin vẫn là không nhỏ hắn tiến vào này một mảnh khu vực, tiếp tục hướng tới phía trước bay đi. Đương hắn tiến vào nơi này thời điểm, đột nhiên phát hiện chung quanh có chút quỷ dị. Không có sinh vật tồn tại, cũng không có gì bảo vật, khắp đáy biển chỉ có này từng tòa ngọn núi. Vương Tiên trong miệng lẩm bẩm, ánh mắt lộ ra cảnh giác thần sắc. Bởi vì hải chi giác là thuộc về sơn hải nơi hải, bên trong có chúa tể cấp bậc tồn tại đều thực bình thường. Cho nên hắn cần thiết phải cẩn thận một ít. Tiếp tục hướng tới bên trong bay đi, đương hắn lại lần nữa phi hành một ngày lúc sau, hơi hơi nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước tại đây một ngày phi hành vương tiên tại đây một mảnh khu vực không có nhìn đến bất luận kẻ nào giờ khắc này hắn cảm ứng được phía trước có đặc thù năng lượng dao động làm thần long nhất tộc vương tiên ở đáy biển cảm ứng lực phi thường cường hắn chần chờ một chút ẩn nấp chính mình thân hình hướng tới phía trước bay đi phi hành một phút hắn đột nhiên nhìn đến có một cái cá nhân ảnh tồn tại bóng người số lượng rất nhiều ước chừng có mấy trăm vạn cái bọn họ đứng ở một cái đáy biển bồn địa phía trước bồn địa bên trong tản ra một cổ quỷ dị vô cùng năng lượng cái này năng lượng lệnh vương tiên đều tim đập nhanh không thôi kia bồn địa năng lượng là cái gì cảm giác hảo quỷ dị còn có đám kia bóng người là làm gì vương tiên trong miệng lẩm bẩm ánh mắt lộ ra kinh nghi thần sắc hắn ẩn nấp thân hình chậm rãi hướng tới phía trước tới gần mà đi khi mấy trăm vạn cái thân ảnh thuộc về nhân loại ở vào phía trước nhất vị trí đứng hơn một ngàn cái trần trụi thượng thân tràn ngập hắc ám xăm mình nguyền rủ người bọn họ trong miệng nói kỳ quái ngôn ngữ bàn tay vung lên, chung quanh kia mấy trăm vạn thân ảnh lập tức hướng tới kia bồn địa nội bay đi. A a a. Trong nháy mắt, kêu thảm thiết thanh âm truyền đến, kia bồn địa nội hắc ám năng lượng hướng tới bọn họ dũng đi, bọn họ sắc mặt bắt đầu vặn vẹo, bắt đầu giữ tận. Thảm thiết vô cùng tiếng kêu không dứt bên tai. Có người bắt đầu nhanh chóng tử vong, hỏng mất. Nhưng ở bên cạnh vị trí kia hơn một ngàn cái bị nguyền rủ người trên mặt không có chút nào dao động. Thời gian một phút một giây quá khứ, mấy cái giờ lúc sau, có mấy chục cái thân ảnh từ bồn địa nội bò ra tới. Giờ phút này bọn họ, toàn thân dày đặc hắc ám xăm mình. Bọn họ biến thành bị nguyền rủ người. Ân. Ừ. Vương Tiên thấy như vậy một màn cảm thấy kinh dị vô cùng. Bọn họ là cố ý hóa thành nguyền rủ người, mấy trăm vạn người chỉ có mấy chục cá nhân không có chết, này. Vương Tiên sắc mặt hơi đổi, trước mắt một màn này, tuyệt đối có một cái cường đại chủng tộc thế lực ở sau lưng thao tác. Nếu không cũng sẽ không lấy mấy trăm vạn người sinh mệnh, tới đổi lấy mấy chục cái bị nguyền rủ người hắn suy tư trong chốc lát, tiếp tục ở một bên nhìn mấy cái giờ sau, theo sau bay thẳng đến phía trước bay đi. Khi bồn địa hẳn là khai thiên hồng hoang đại lục thiên nhiên hình thành nguyền rủa chi trì, tiến vào bên trong sẽ gặp đến nguyền rủa tập kích. Sống sót, trở thành bị nguyền rủa người, nhưng loại này tỷ lệ rất nhỏ rất nhỏ. Vương Tiên không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, tiếp tục hướng tới phía trước bay đi. Căn cứ kia động thiên phúc địa đồ tin tức, kia cường đại động thiên phúc địa, hẳn là còn ở chỗ sâu trong. Tiếp tục hướng tới chỗ sâu trong bay đi, một ngày sau, hắn bay ra này mất đi khu vực. Phía trước đáy biển cảnh tượng đột nhiên đại biến. Một cái mỹ lệ đến cực điểm đáy biển, xuất hiện ở tầm mắt nội. Ông ông. Đột nhiên, vương tiên cảm ứng được mẫu sào nội bản đồ, đột nhiên rung rẩy lên. Tấu chương xong. Chương 3334, cường đại động thiên phúc địa. Sao lại thế này? Vương tiên bàn tay vừa động, kia động thiên phúc địa đồ xuất hiện ở trong tay. Giờ phút này, kia mơ hồ động thiên phúc địa đồ thế nhưng tản ra bạch sắc quang mang, ở vào trung ương vị trí, xuất hiện một cái rõ ràng bản đồ. Đồng dạng là một cái hải dương bồn địa, nhưng là cái này bồn địa lại không phải đen nhánh sắc, mà là tản ra bạch quang. Bởi vì là bảo trên bản vẽ biểu hiện, cho nên cụ thể tình huống Vương Tiên không thể hiểu hết. Tình huống như thế nào? Đen nhánh sắc bồn địa, hiện tại nơi này còn có một cái bạch quang bao phủ bồn địa. Vật cực tất phản. Vương Tiên ánh mắt hơi hơi lập loè. Hắn nhìn động thiên phúc địa đồ lộ tuyến, thân hình vừa động, bay thẳng đến phía trước bay đi. Ân thật nhiều thủy tộc sinh vật. Phi hành không tới 3 phút, Vương Tiên đột nhiên mà cảm ứng được chung quanh trong nước hoang thú nhiều lên. Thậm chí có thể dùng rất nhiều tới hình dung. Từng con hoang thú tản ra cường đại hơi thở, thành đàn thành đàn, thực lực yếu nhất cũng có vũ trụ tôn giả tứ giai. Vương Tiên do dự một chút, không có công kích này đó hoang thú, tiếp tục hướng tới phía trước bay đi. Động thiên phúc địa trên bản vẽ mặt có một cái màu trắng quan điểm, quan điểm khoảng cách hắn không phải rất xa. Hắn không biết đây là tình huống như thế nào, Vương Tiên chuẩn bị qua đi điều tra một chút. Trên bản đồ, kia màu trắng bồn địa khoảng cách này màu trắng quan điểm khoảng cách cũng không xa, đương nhiên, Vương Tiên phi hành nói, khả năng yêu cầu một hai ngày thời gian. Ẩn nấp thân hình hướng tới kia màu trắng quan điểm bay đi, Vương Tiên phát hiện càng đi chỗ sâu trong, hoang thú số lượng càng nhiều. Này một vùng biển cùng vừa rồi vị trí dường như một cái cực đoan, nơi đó tĩnh mịch một mảnh, nơi này sinh cơ bừng bừng. Đáy biển dị thường xinh đẹp, các loại thực vật, vũ trụ tôn giả cấp bậc linh thảo linh thụ số lượng rất nhiều thậm chí vương tiên còn nhìn đến một cái hậu thiên linh bảo ở vào một đám hoang thú trung ương nơi này quả thực chính là một cái thánh địa hẳn là bởi vì kia động thiên phúc địa nguyên nhân mỗi cái động thiên phúc địa đều sẽ hấp dẫn các loại cường đại thế lực tranh đoạt tự nhiên cũng sẽ hấp dẫn hoang thú hắn trong miệng lẩm bẩm né tránh một đám hoang thú hướng tới kia quan điểm vị trí đi đến vẫn luôn đi vào bản đồ quan điểm nơi đó vương tiên hướng tới phía dưới nhìn nhìn chính mình dưới thân là một cái cục đá cục đá thoạt nhìn phi thường bình thường nhưng ở cái này trên tảng đá mặt ngoài dường như bị thiết xuống dưới hơi mỏng một tầng này một tầng lớn nhỏ cùng trong tay hắn động thiên phúc địa đồ giống nhau hắn nhướng nhướng mày đem bản đồ đặt ở mặt trên ông lúc này chung quanh bạch quang sáng lên một cái truyền tống trận phát xuất hiện vương tiên hơi hơi nheo lại đôi mắt thái cực long bàn ở chung quanh tuyên truyền hắn trực tiếp bước vào truyền tống giả nội ông ngay sau đó hắn thân ảnh xuất hiện ở một cái nở rộ màu trắng quang mang bồn địa bên cạnh chỗ một cổ ấm áp năng lượng bao phủ toàn thân, lệnh này phi thường thoải mái. Đây là. Hắn nhìn về phía trước vị trí, ánh mắt lộ ra hưng phấn mà thần sắc. Động thiên phúc địa, phía trước cái này nở rộ màu trắng quang mang bồn địa, chính là động thiên phúc địa. Hơn nữa vẫn là không có bị thế lực khác chiếm cứ động thiên phúc địa. Đứng ở bên này duyên vị trí, vương tiên cảm ứng được một cổ cường đại quang minh chi lực, cổ lực lượng này, có thể làm hắn đầu óc thanh minh, làm hắn khôi phục lực được đến thật lớn tăng lên. Giờ phút này hắn, dường như đã chịu chúc phúc giống nhau, toàn bộ thân thể ở vào một cái phi thường thần dị trạng thái hạ. Thậm chí, Vương Tiên trực tiếp chặt đứt chính mình cánh tay, gần dựa vào này quang minh lực lượng, chính mình liền có thể lập tức khôi phục. Chính mình còn không có hoàn toàn tiến vào động thiên phúc địa nội, liền có được như thế cường đại năng lực, như vậy ở chỗ sâu trong đâu. Vương Tiên trong miệng lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập hưng phấn. Hắn không nghĩ tới chính mình vận khí thế nhưng như thế chi hảo. Một cái bảo đồ, trực tiếp đem chính mình đưa tới nơi này này quả thực là chính là trực tiếp đưa chính mình một cái động thiên phúc địa. Không đúng, bồn địa bên trong có hoang thú tồn tại. Lúc này, vương tiên hơi hơi nheo lại đôi mắt, long mắt lập lòe. Từng luồng năng lượng rót vào long mắt nội, vương tiên mơ hồ nhìn đến bên trong một ít tình huống. Ở bồn địa bên trong, có được không ít tản ra quang minh chi lực hoang thú. Này đó hoang thú cụ thể thực lực có bao nhiêu cường hắn không hiểu được, nhưng tuyệt đối không yếu. Xôn sao? Đúng lúc này, vương tiên cảm ứng được phía sau có động tĩnh truyền đến, hắn hơi hơi sửng sốt, ánh mắt nhìn lại một ngàn nhiều thân ảnh nhanh chóng hướng tới bên này bay qua tới vương tiên nhìn đến này một đám thân ảnh khi ánh mắt hơi hơi lập lòe thế nhưng còn có người tới nơi này hơn nữa vẫn là một cái thế lực một ngàn nhiều danh cường giả thực lực yếu nhất cũng có vũ trụ tôn giả ngũ dai chính đuốc yêu tộc cường giả còn có một cái thế lực cường giả vương tiên thầm nghĩ trong lòng một cái là chính đuốc yêu tộc mặt khác còn có một nhân loại chủng tộc bất quá này nhân loại chủng tộc sau lưng có được một đôi đối quan minh cánh chim, có chút giống thiên sứ nhất tộc, bất quá này hẳn là cũng không phải thiên sứ nhất tộc. Ân. Ừ. Ở vương tiên nhìn đến bọn họ thời điểm, bay qua tới một ngàn nhiều người cũng chú ý tới hắn, khi cầm đầu năm cái cường giả rõ ràng hơi hơi sửng sốt, tràn ngập kinh ngạc thần sắc. Bọn họ ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm vương tiên, trên dưới đánh giá. Các hạ là cái nào chủng tộc cường giả, thế nhưng sấm tới rồi nơi này. Khi một cái có được một đôi quan minh cánh chim cường giả nhìn vương tiên, ánh mắt hơi hơi lập lòe, mở miệng hỏi. Long Cung, chư vị là cái nào chủng tộc? Vương Tiên nghe được kia quan minh cánh chim cường giả nói, cũng không có dấu dếm, hướng tới bọn họ hỏi. Long Cung, ngươi là vị kia Long Vương. Có được quan minh cánh chim cường giả nghe được Vương Tiên nói, trên mặt lộ ra giật mình chi sắc, mở miệng nói. Vương Tiên không có đáp lại, ánh mắt nhìn bọn họ. Chúng ta là quan tộc, bọn họ là chính đuốc yêu tộc. Cầm đầu quan tộc cường giả nhàn nhạt nói. Quan tộc. Vương Tiên nghe được hắn giới thiệu, trong lòng hơi hơi kinh dị. Quan tộc, khai thiên hồng hoang đại lục bên cạnh nổi danh thế lực, ở trên thực lực, khả năng chỉ ở sau vu yêu quốc gia bọc thi tộc bọn họ. Bất quá, cụ thể thực lực ai cũng không rõ ràng lắm, quan tộc rốt cuộc mạnh như thế nào, ai cũng không biết. Hai đại chủng tộc liên hợp lại lại đây, bọn họ là. Vương tiên ánh mắt đồng dạng lập lòe, ánh mắt đảo qua bọn họ. Bọn họ này một ngàn người cường giả trung, trên người đều mang theo huyết tinh chi khí, rõ ràng là một đường giết qua tới. Các ngươi là vì này động thiên phúc địa mà đến, Vương Tiên hướng tới bọn họ hỏi. Không sai. Quan tộc cầm đầu cường giả nói thẳng không cố kỵ đáp, có chút cảnh giác nhìn Vương Tiên, Long Vương cũng là vì này động thiên phúc địa mà đến. Đúng vậy. Vương Tiên cũng không có chút nào giấu giếm. Khi nói như vậy là nói như thế nào? Hiện tại Long Vương ngươi rời đi, vẫn là chúng ta rời đi. Quan tộc cầm đầu cường giả hơi hơi nheo lại đôi mắt, vẫn là nói, chúng ta trước đem động thiên phúc địa nội hoang thú đuổi đi. Sau đó lại phân một cái thắng bại quan tộc cùng chính đuốc yêu tộc một chúng cường giả cũng không có khinh thường vương tiên có thể đem vua yêu quốc gia bước đến như thế nông nổi bọn họ đối mặt long vương cũng là coi trọng ha hả tùy tiện các ngươi vương tiên ánh mắt đảo qua bọn họ đằng trước năm cái trong mắt lập loài ánh sáng năm tên vũ trụ tôn giả bát giai cường giả hắn không sợ chút nào tấu chương xong chương ba nghìn ba trăm ba mươi lăm đến từ miền rủ người đánh lén thượng bạch quan bao phủ bồn địa phía trước quan tộc chính đuốc yêu tộc hơn một ngàn danh cường giả ánh mắt nhìn chầm chầm vương tiên vương tiên đồng dạng nhìn bọn hắn chầm chầm hai bên tiến hành rồi ngắn mũi dằn co quan tộc chính đuốc yêu tộc hiển nhiên là vì cái này động thiên phúc địa chuẩn bị thật lâu thật lâu đối với này động thiên phúc địa vương tiên cũng là nhất định phải được này một cái động thiên phúc địa so với hắn đi qua bò cặp hoàn thành hắc cánh thành năm trùng thành động thiên phúc địa cường đại hơn rất nhiều này bồn địa bên trong có được đặc thù hiệu quả nơi này còn bị một ít cường đại hoang thú chiếm cứ, chúng ta cũng không cần phải ở ngay lúc này chém giết cái ngươi chết ta sống, trước đêm nơi này hoang thú đánh chết đuổi đi lại nói. Chính đúc yêu tộc một người vũ trụ tôn giả bác giai sức chiến đấu cường giả mở miệng nhàn nhạt nói. Một bên quan tộc cầm đầu cường giả hơi hơi trầm mặt, cũng không có cự tuyệt. Động thiên phúc địa nội còn có cường đại hoang thú tồn tại, hoang thú còn không có chạy đến liền tiến hành cạnh tranh, cho dù là thắng, cuối cùng đuổi không đi hoang thú, cũng là uổng phí. Hơn nữa, trước mắt vị này long cung long vương có thể đem vu yêu quốc gia bước đến như thế nông nổi thực lực tuyệt đối không có tưởng tượng như vậy bình thường huống chi đối phương vẫn là một cái thuần chủng thần long ta tự nhiên không có ý kiến trước đem nơi này hoang thú chém giết sau đó chúng ta tại tiến hành tranh đoạt vương tiên nghe được bọn họ nói hơi hơi gật gật đầu động thiên phúc địa ai có năng lực ai chiếm cứ đối phương cũng không có trực tiếp đi lên công kích chính mình hơn nữa kế tiếp tình huống còn đều khó mà nói vạn nhất bên trong có vũ trụ tôn giả cửu giai sức chiến đấu hoang thú, ai cũng đừng nghĩ chiếm cứ nơi này. Hơn nữa, hiện tại bọn họ còn có thể liên thủ tiến vào nơi này. Đến lúc đó cũng có thể đủ thăm dò một chút thực lực của đối phương. Hảo! quan tộc cầm đầu cường giả gật gật đầu, vậy trước đem bên trong hoang thú đuổi đi cũng hoặc là đánh chết, nếu như Long Vương các ngươi Long cung thực lực so với chúng ta cường đại hơn nhiều, chúng ta đây cũng không có tranh đoạt tất yếu. Hảo! Vương tiên nghe được hắn nói nhàn nhạt cười cười loại này quy tắc hắn vẫn là tương đối vừa lòng. Nếu như chính mình biểu hiện ra cường đại thực lực, đối phương sẽ rời khỏi trận này cạnh tranh. Đương nhiên, đối phương thực lực nếu lệnh vương tiên cảm thấy không thể chiến thắng nói, hắn cũng sẽ rời khỏi. Bất quá loại này khả năng tính phi thường tiểu. Mọi người chuẩn bị, tiến vào. Quan tộc cầm đầu cường giả ánh mắt đảo qua chung quanh, trầm giọng nói. Là. Hai đại chủng tộc một chúng cường giả lập tức đáp, ánh mắt nhìn chầm chầm về phía trước phương vị trí. Bọn họ từ bên ngoài vọt tới nơi này, Ước chừng dùng nửa năm thời gian, tao ngộ tới rồi mấy chục cái hoang thú đàn tộc. Trong đó có hoang thú đàn tộc có được vũ trụ tôn giả bắt giai tồn tại tọa trấn. Mà có thể chiếm cứ này động thiên phúc địa trung ương hoang thú đàn tổ, thực lực tuyệt đối phi thường khủng bố. Vương Tiên nhìn lướt qua bọn họ, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trước bồn địa. Hắn có thể mơ hồ cảm ứng được, tại đây động thiên phúc địa nội, có cường đại hoang thú tồn tại. Đi. Một bên vị trí, quan tộc cùng chính đuốc yêu tộc cường giả nhóm lập tức hướng tới phía trước phóng đi, bọn họ tạo thành chiến trận, thật cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước. Vương Tiên thân hình vừa động, đồng dạng hướng tới phía trước bay đi. Lúc này, hắn tự nhiên không có khả năng tại hậu phương xem diễn. Liền kia Long Vương một người. Quan tộc cùng chính đuốc yêu tộc vũ trụ tôn giả bác giai sức chiến đấu cường giả nhìn lướt qua Vương Tiên nơi đó, hơi hơi nhíu mày. Hẳn là sẽ có hậu tay, chúng ta tạm thời mặc kệ kia Long Vương, bất quá cũng muốn lưu tâm một chút, phòng ngừa hắn đột nhiên đánh lén chúng ta. Quan tộc cầm đầu cường giả nhỏ giọng nói đây là cái gì hoang thú? Đúng lúc này, một bên vị trí vương tiên long mắt lập lòe nhìn chầm chầm phía trước. Ở vào động thiên phúc địa bên trong, có từng con hoang thú, này đó hoang thú thon dài, giống như một cái như lợi kiếm giống nhau hai cánh. Này hoang thú lẳng lặng mà ghé vào đáy biển, giống như một cái giá chữ thập giống nhau. Trên người chúng nó tản ra bạch sắc quan mang, vẫn không nhúc nhích, cũng cảm ứng không đến chúng nó thực lực. Đây là một cái thủy tộc sinh vật, thực lực không đơn giản. Vương tiên trong miệng lẩm bẩm, liếc mắt một cái đảo qua đi, loại này hoang thú số lượng rất nhiều rất nhiều. Chúng nó hình thể không lớn, gần chỉ có 2 mét lớn nhỏ. Một bên vị trí, quan tộc cùng chính đuốc yêu tộc cũng nhìn đến phía trước hoang thú, một đám cảnh giác vô cùng. Trước thử một lần này đàn hoang thú thực lực. Chính đuốc chủng tộc một người vũ trụ tôn giả bác giai cường giả nói, hắn chậm rãi dừng ở đáy biển, bước chân nhẹ nhàng mà một dậm. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt, ở vào đáy biển phía dưới, một đám sắc bén vô cùng cây trúc hướng tới kia hoang thú tập kích mà đi. Ông đương chính đuốc chủng tộc tên kia cường giả ra tay trong nháy mắt, mọi người liền có một loại bị nhìn thẳng cảm giác. Khi sắc bén vô cùng cây trúc, bị loại này hoang thú dễ dàng tránh né. Ngay sau đó, từng đạo kiếm quang hướng tới bọn họ tập kích mà đến. Phía trước, nháy mắt có một ngàn nhiều chỉ loại này hoang thú khởi xướng công kích. Vương tiên, cũng bị công kích bao trùng. Ân. Ừ. Toàn bộ công kích không có thấp hơn vũ trụ tôn giả lục giai, hảo cường đại thực lực. Vương tiên cảm ứng được này từng đạo công kích, ánh mắt một ngưng, này đó hoang thú thực lực, rất mạnh sát. Hắn không có chút nào do dự, cánh tay vung lên, trực tiếp đón nhận triều chính mình công kích mà đến kiếm quan. Hoang thú, cũng là phi thường cường đại tài nguyên. Sát, tiêu diệt bọn họ. Quan tộc cùng chính đuốc yêu tộc cường giả nhóm cảm ứng được phía trước hoang thú công kích, lập tức lớn tiếng mệnh lệnh nói. Này đàn hoang thú trung, không có vũ trụ tôn giả bác giai sức chiến đấu cấp bậc, hẳn là bởi vì ở vào động thiên phúc địa bên cạnh vị trí, có thể mau chóng tiêu diệt. Vèo vèo vèo. Một chúng hoang thú nhìn đến bọn họ tập kích mà đến, không có bất luận cái gì rít gào, chúng nó thân ảnh vừa động, giống như một đạo ánh sáng giống nhau, tấn mảnh tập kích mà đi. Long mắt khóa bát hoang. Vương Tiên nhìn đến một chúng hoang thú, không có chút nào do dự, từng đạo xiên xích nháy mắt hướng tới chúng nó tập kích mà đi. Xôn xao. Từng đạo thật dài xiên xích hướng tới chúng nó quấn quanh mà đi, nháy mắt bao trùm thượng trăm chỉ hoang thú, trực tiếp quấn quanh trụ bọn họ thân hình. Đối mặt Vương Tiên công kích, này đó hoang thú vẫn là không có chống cự chi lực. Chíp chíp. Nhưng mà ngay sau đó, Lệnh vương tiên khiếp sợ chính là, khi một đám bị xiền xích quấn quanh trụ hoang thú, phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Chúng nó thân hình chậm rãi bắt đầu hỏng mất, gần chỉ có một cổ bạch mang liên tiếp chúng nó thân thể. Thậm chí một ít bị xiền xích hoàn toàn quấn quanh địa phương, chúng nó trực tiếp từ bỏ. Một trăm nhiều chỉ hoang thú trực tiếp né tránh vương tiên tập sát, bọn họ hỏng mất thân hình ở bạch quan bao phủ dưới, nhanh chóng ngưng thật, hoặc nhìn dường như không có bất luận cái gì thương thế. Ông! Chúng nó không có chút nào do dự, bay thẳng đến phía sau bay đi bén nhọn thanh âm hướng tới chung quanh truyền bá mà đi. Hảo quỷ dị năng lực, hảo cường đại khôi phục lực. Vương tiên thấy như vậy một màn, sắc mặt khẽ biến. Này đó hoang thú khôi phục lực dị thường khủng bố, này khả năng cùng này động thiên phúc địa có cực đại quan hệ. Chúng nó muốn chạy trốn đi, truy kích. Một bên vị trí, chính đuốc yêu tộc quan tộc vũ trụ tôn giả bác giai cường giả hét lớn một tiếng. Bọn họ đồng dạng cũng gặp vương tiên loại tình huống này. Tấu chương xong. Chương 3336, đến từ nguyền rủ người đánh lén trung. Cho ta lưu lại đi. Vương tiên nhìn đến kia một trăm nhiều chỉ hoang thú muốn đào tẩu, ánh mắt lộ ra lạnh băng chi sắc. Hắn thân hình vừa động, vô thủy thánh cánh xuất hiện tại hậu phương, lấy một loại khủng bố tốc độ hướng tới chúng nó tập kích mà đi. Phốc phốc phốc. Bàn tay huy động, một cổ xám xịt mất đi chi lực trực tiếp đưa bọn họ hoàn toàn bao trùm. Cường đại mất đi lực lượng, nháy mắt lệnh chúng nó sinh cơ biến mất. Vương tiên cánh tay vung lên, đem hơn một trăm hoang thú thi thể thu vào trong túi một bên vị trí, quan tộc chính đúc yêu tộc năm tên vũ trụ tôn giả bác giai cường giả đồng dạng toàn bộ thực lực, từng đạo công kích hướng tới kia từng con hoang thú tập kích mà đi. Chích 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 chích. Chói tai thanh âm vang vọng toàn bộ động thiên phúc địa, khi một đám hoang thú phát ra dồn dập tiếng vang, hiển nhiên là ở cầu cứu. Xôn xao. Lúc này, động thiên phúc địa trung ương vị trí, truyền đến một đạo quang mang, quang mang bao phủ kia một đám đào vong hoang thú lệnh chúng nó tốc độ đột nhiên bạo tăng gấp 10 lần. Quan tộc chính đúc yêu tộc sở hữu cường giả thấy như vậy một màn, sắc mặt hơi đổi. Cẩn thận! Bọn họ lớn tiếng quát. Vương tiên ánh mắt một ngưng, nhìn đến từng con hình thể ba bốn bể lớn nhỏ hoang thú hướng tới bọn họ đánh sâu vào mà đi. Chúng nó thân hình như giá chữ thập, lại sắc bén vô cùng. Một con vũ trụ tôn giả bắt dai hoang thú tỏa định vương tiên, như một đạo quan hướng tới hắn tập kích mà đến. Phía trước, không chỉ có có một con vũ trụ tôn giả bắt dai sức chiến đấu hoang thú, liếc mắt một cái đảo qua đi, ít nhất mười chỉ. Quan tộc chính đuốc yêu tộc cường giả thấy như vậy một màn, sắc mặt hơi đổi. Trước dây một cái. Vương Tiên không có bận tâm hai đại chủng tộc, hắn ánh mắt một ngưng, nhìn chầm chầm triều chính mình tập kích mà đến hoang thú, ngũ hành đại mài ra hiện tại trong tay. Trầm. Khi chỉ hoang thú tập kích mà đến, đồng dạng nên đi, bọn họ lấy khủng bố tốc độ tới gần. Ông. Khi chỉ hoang thú giờ phút này hoàn toàn như kiếm quan ngưng tụ mà thành giá chữ thập giống nhau, muốn nháy mắt xuyên thủng vương tiên thân hình. Nhưng vương tiên thân hình chung quanh thái cực long xoay quanh chuyển, vũ trụ tôn giả bắt dai hoang thú va chạm ở mặt trên, thân hình rung rẩy. Vương tiên dò ra cánh tay, hóa thành long trảo, bay thẳng đến nó thân hình chụp tới. Ngũ hành đại ma nở rộ ra xám xịt năng lượng, nháy mắt đem chi bao trùng. Phốc. Vương tiên bắt lấy nó, một cổ lực lượng cường đại dừng ở này thân hình thượng, khủng bố năng lượng tan rã hắn sinh cơ. Ân. Ừ. Bất quá đúng lúc này, vương tiên cảm ứng được trong thân thể hắn truyền đến một cổ khủng bố sức chống cự. Cổ lực lượng này, ngăn cản mất đi chi lực. Đây là một cái vũ trụ tôn giả bát giai cường giả hẳn là không có như vậy cường sức chống cự là này động thiên phúc địa nguyên nhân sao vương tiên trong miệng lẩm bẩm long trảo long lực trực tiếp đem chi mạc sát bất quá lúc này hắn nhìn đến chính mình long trảo thượng một mặt quan minh chi lực chợt lóe mà qua này làm hắn hơi hơi nhướng nhướng mày vèo ngay sau đó hắn tỏa định một người vũ trụ tôn giả bát giai hoang thú lại lần nữa tập sát mà đi phúc vương tiên tốc độ phi thường khủng bố hắn long trảo nắm ngũ hành đại ma năng lượng hướng tới bên trong dũng đi một thanh băng kiếm từ ngũ hành đại ma nội bay ra tới nháy mắt xuyên thấu một người vũ trụ tôn giả bác giai hoang thú một kích đem một con vũ trụ tôn giả bác giai hoang thú trực tiếp chặt đứt bất quá lệnh vương tiên kinh dị sự tình lại một lần phát sinh hắn công kích đều mang thêm cường đại mất đi chi lực ở xuyên thấu hoang thú nháy mắt cũng có năng lượng dũng mãnh vào hoang thú trong cơ thể phá hư nó sinh cơ nhưng kia bị chặt đứt hoang thú thương thế cũng không phải thực trọng chặt đứt thân hình chậm rãi dung hợp Trầm. Vương Tiên thấy như vậy một màn, vô thủy thánh cánh kích động nháy mắt đi vào nó phía trên, long trảo đem chi chọc vào trong tay, hoàn toàn mất đi. A, à, cẩn thận! Lúc này, một bên vị trí, quan tộc vũ trụ tôn giả thất giai cường giả đột nhiên phát ra một tiếng hoảng sợ, thân hình hắn trực tiếp bị một con hoang thú xuyên thủng. Ân, ừ. nhưng thực mau, làm hắn kinh ngạc một màn phát sinh, hắn bị xuyên thủng miệng vết thương nhanh chóng khôi phục. Này động thiên phúc địa có được khủng bố đến cực điểm khôi phục chi lực một người quan tộc vũ trụ bác giai cường giả trống lớn nói này cường đại khôi phục lực không chỉ có đối với hoang thú đối với bọn họ cũng là như thế vương tiên thấy như vậy một màn, ánh mắt hơi hơi lập lòe hắn thân hình vừa động lại lần nữa tỏa định một con vũ trụ tôn giả bác giai hoang thú tập kích mà đi chích 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 khi chỉ vũ trụ tôn giả bác giai hoang thú nhìn đến vương tiên tập kích mà đến phát ra dồn dập tiếng vang chung quanh vị trí lập tức có ba con vũ trụ tôn giả bác giai hoang thú nhìn chầm chầm vương tiên trong mắt tràn ngập cảnh giác Chúng nó thân hình vừa động, đồng thời hướng tới vương tiên vây công mà đi. Vừa rồi hắn ra tay liên tiếp chém giết hai chỉ vũ trụ tôn giả bắt dai hoang thú, đã khiến cho hoang thú cường giả chú ý. T. Kỳ Long Vương thực lực hảo cường, thế nhưng đã giết hai chỉ vũ trụ tôn giả bắt dai hoang thú. Một bên vị trí, quan tộc cùng chính đuốc yêu tộc cường giả nhìn đến bốn con hoang thú đi vây công vương tiên, ánh mắt lộ ra chấn động chi sắc. Vừa rồi vương tiên một người liên tiếp chém giết hai cái cùng cấp bậc hoang thú, này thực lực cũng làm bọn hắn kinh hãi cách không được vu yêu quốc gia đều cấp này long vương cúi đầu này thực lực thật là khủng bố bọn họ thầm nghĩ trong lòng có vương tiên gánh vác một đại bộ phận vũ trụ tôn giả bác giai hoang thú bọn họ ứng phó lên cũng nhẹ nhàng rất nhiều vương tiên đối mặt bốn con vũ trụ tôn giả bác giai hoang thú tập kích sắc mặt không có chút nào biến hóa bốn con có thể ứng đối thậm chí đem chúng nó chém giết. bất quá bởi vì nơi này thuộc về động thiên phúc địa nội thương thế khôi phục phi thường khủng bố chỉ sợ cái này chiến đấu thời gian sẽ liên tục thật lâu thật lâu cái này động thiên phúc địa hiệu quả thực sự có như thế khủng bố. Cùng lúc đó, ở vào vương tiên bọn họ phía sau vị trí, một chúng hơn 400 người hướng tới bên này đi tới. Bọn họ ở chỗ này phi hành, tràn ngập không kiên nể gì. Chung quanh một ít hoang thú nhìn đến bọn họ, lập tức rất xa tránh đi. Hơn 400 người, trong đó một nửa nhân thân thượng trải rộng hắc ám xăm mình. Này một nửa người ở vào chung quanh, trình vây quanh trận hình. Bị nguyền rủa người, bọn họ thực lực nhược, nhưng một ít hoang thú gặp được bọn họ cũng sẽ tránh đi, sợ hãi bọn họ trên người nguyền rủa lực lượng. Trung ương, là 200 nhiều cơ giáp. Cầm đầu ám kim sắc cơ giáp bên cạnh, cũng có hai gã bị nguyền rủa lão giả. Đó là tự nhiên, có thể cùng nguyền rủa chi trì đối ứng động thiên phúc địa, như thế nào sẽ nhược. Một người chống quải trượng lão giả nhàn nhạt nói. Ha ha, kia hảo, chúng ta đây liền liên thủ bắt lấy nơi này, bất quá các ngươi nói quan tộc cùng chính đuốc chủng tộc người đã tiến vào bên trong, đến lúc đó chính đuốc chủng tộc quan trong tộc vũ trụ bát giai cường giả liền giao cho các ngươi. Ám kim sắc cơ giáp phát ra máy móc thanh âm. Tự nhiên không có vấn đề, có các ngươi cơ giáp, chúng ta muốn giết bọn họ rất đơn giản. Khi bị nguyền rủa lão giả nhàn nhạt nói. Phía trước có chiến đấu dao động, chuẩn bị sẵn sàng đi. Ám kim sắc cơ giáp ánh mắt nhìn chầm chầm phía trước, một đám số liệu truyền vào trong đầu, lập tức mở miệng phân phó nói. Chuẩn bị. Khi bị nguyền rủa hai gã lão giả quét quét chung quanh một chúng bị nguyền rủa người nắm lên nắm tay, cơ giáp bao trùm bọn họ thân hình. Tấu chương xong. Chương 3337, đến từ nguyền rủa người đánh lén hạ. Âm âm âm. Tại đây động thiên phúc địa nội, này hoang thú thật đúng là khó sát. Động thiên phúc địa nội, vương tiên từng đạo công kích hướng tới bốn con vũ trụ tôn giả bắt dai hoang thú tập kích mà đi. Lấy một địch bốn, vương tiên chút nào không rơi hạ phong, thậm chí còn ở vào thượng phong, hoàn toàn đem kia bốn con hoang thú áp chế. Nhưng là này hoang thú quá khó chết vương tiên công kích xé rách chúng nó thân hình chúng nó có thể nhanh chóng khôi phục bởi vì động thiên phúc địa thêm vào lệnh chúng nó sinh mệnh lực dị thường khủng bố trái lại vương tiên bên này bởi vì hoang thú đều phá không khai hắn phòng ngự cho nên này động thiên phúc địa cường đại khôi phục lực đối với hắn không có chút nào tác dụng muốn tiêu diệt sát này bốn con hoang thú chỉ sợ phải tốn phí rất dài thời gian vương tiên trong miệng lẩm bẩm một bên vị trí Quan tộc cùng chính đuốc yêu tộc một chúng cường giả cùng hoang thú chiến đấu ở bên nhau, bọn họ cũng hoàn toàn giằng co xuống dưới. Bọn họ đánh cho bị thương hoang thú, hoang thú có thể nhanh chóng khôi phục. Hoang thú đánh cho bị thương bọn họ, bọn họ cũng có thể rất nhanh tốc khôi phục. Tổng thể tới nói, bởi vì bọn họ nhiều một người vũ trụ tôn giả bắt giai sức chiến đấu dưới tình huống, hai đại chủng tộc vẫn là ở vào thượng phong. Chỉ cần có thể đạt được này động thiên phúc địa, hết thảy đều đáng giá. Vương Tiên trong mắt lập loài ánh sáng, tiếp tục chiến đấu một chút tiêu ma kia hoang thú sinh mệnh lực. Ân. Ừ. Đúng lúc này, hắn cảm ứng được phía sau có người hướng tới bên này bay qua tới. Vương Tiên nhìn lướt qua, nhìn đến một đám cơ giáp bay qua tới, mỗi một cái cơ giáp mặt trên đều tản ra uy thế cường đại. Là quan tổ cùng chính đuốc yêu tộc kêu tới người. Hắn nhướng nhướng mày, trong mắt lập lòe ánh sáng. Ông ông ông. Nhưng mà, lệnh Vương Tiên phi thường ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Hai cái cơ giáp hướng tới chính mình bay qua tới, trực tiếp phóng ra ra từng đạo laser này la Gia lực công kích không cường, chỉ có vũ trụ tôn giả ngũ giai tả hữu bi thế. Đánh lén. Bọn họ là người nào? Đang làm cái gì? Vương tiên ánh mắt sửng sốt, hoàn toàn làm lơ hướng tới chính mình tập kích mà đến la laser La Gia dừng ở thân hình hắn thượng, bị thái cực long bàn dễ dàng ngăn cản trụ. Một bên vị trí, một đám cơ giáp đồng dạng hướng tới quan tộc cùng chính đuốc yêu tộc cường giả tập kích mà đi. Từng đạo la Gia bao trùm hai đại chủng tộc năm tên vũ trụ tôn giả bát giai cường giả trên người. Tìm chết đột nhiên toát ra tới đánh lén người cũng lệnh quan tộc cùng chính đuốc yêu tộc cường giả trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc trong đó ba gã vũ trụ tôn giả bác giai cường giả cánh tay vung lên từng đạo khủng bố công kích đem những cái đó cơ giáp bao trùm oanh ngay sau đó từng đạo công kích dừng ở kia cơ giáp mặt trên ầm um, ầm um, ầm um. mười mấy cơ giáp nháy mắt nổ mạnh trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ cẩn thận có tiền chết đồ vật lại đây Quan tộc chính đuốc yêu tộc vài tên vũ trụ tôn giả bát giai cường giả đầy mặt lạnh băng hướng tới thủ hạ tăng lên nói: "A a a." Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, từng tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ vừa rồi kia ra tay đánh trả ba gã vũ trụ tôn giả bát giai cường giả trong miệng phát ra. Bọn họ đầy mặt hoảng sợ che lại chính mình khuôn mặt, từng đạo màu đen xăm mình trống rỗng xuất hiện ở trên người hắn thượng. Trậm rạp màu đen xăm mình tiến vào bọn họ trong cơ thể. Trong nháy mắt, ba người sắc mặt dữ tận vô cùng, huyết nhục bắt đầu rơi xuống, sinh cơ nhanh chóng trôi đi cho dù là bọn họ ở vào này có được cường đại khôi phục lực động thiên phúc địa nội cũng khôi phục bất quá tới a à, a à. khủng bố quỷ dị hắc ám xăm mình hoàn toàn tiến vào bọn họ trong cơ thể mà ba gã vũ trụ tôn giả bác giai cường giả cũng hoàn toàn ngã vào đáy biển phụ thân phụ thân bên cạnh vị trí một người quan tộc lão giả nhìn chầm chầm ngã vào đáy biển thi thể đầy mặt kinh sợ cùng bi thương quát a à, thân thể của ta thân thể của ta bất quá đột nhiên hắn hoảng sợ nhìn chầm chầm chính mình thân hình ở cánh tay hắn thượng có lực hiện hư ảo hắc ám xăm mình hiện lên. Này đó hắc ám xăm mình, đồng dạng hướng tới trong thân thể hắn dũng đi. Không tốt, đó là nguyền rủa, là nguyền rủa, tam trưởng lão bọn họ diệt sát cơ giáp bên trong, là bị nguyền rủa người. Lúc này, chính đúc yêu tộc một người vũ trụ tôn giả bác giai cường giả thấy như vậy một màn, sắc mặt cuồng biến, lớn tiếng quát. Bị nguyền rủa người, một khi đem đối phương đánh chết, liền sẽ gặp đến nguyền rủa trả thù. Cái này nguyền rủa phi thường khủng bố, liền vũ trụ chúa tể đều phải tiểu tâm cảnh giác. Vừa rồi khi cơ giáp nội, là bị nguyền rủ người. Vương Tiên nghe được chính đuốc yêu tộc những lời này, sắc mặt hơi đổi. Loại này quỷ dị đồ vật, hắn cũng không dám mạo muội đi chạm vào. Nguyên bản chuẩn bị đem trước người hai cái cơ giáp tiêu diệt hắn, lập tức ngừng lại, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Vèo vèo. Bất quá hắn không ra tay đánh trả, khi hai cái cơ giáp bay thẳng đến hắn không kiên nể gì xông tới, từng đạo la hướng tới hắn trên người rơi đi. Thái cực long bàn tuy rằng có thể đem này la dè ngăn cản trụ, nhưng là trước mắt một màn này, như cũ làm hắn phi thường khó chịu. Vèo vèo vèo. Lúc này, phía sau vị trí, lại có mấy trăm cái cơ giáp hướng tới bọn họ bay qua tới. Hơn 400 cái cơ giáp, bay thẳng đến bọn họ oanh tạc mà đến. Vương tiên nhìn một màn này, hơi hơi nhíu mày. Vèo vèo vèo. Mười mấy cơ giáp hướng tới vương tiên tập kích mà đến, từng đạo khủng bố công kích hướng tới hắn bao trùm mà đi. Trong đó một đạo công kích, hoàn toàn có thể so sánh vũ trụ tôn giả bát giai cường giả vũ trụ tôn giả bát giai chiến giáp vương tiên sắc mặt khẽ biến vũ trụ nội khoa học kỹ thuật lực lượng đỉnh cũng không có đạt tới vũ trụ chúa tể nông nổi nhưng là lại cũng đạt tới vũ trụ tôn giả đỉnh bất quá ngay cả như vậy ở khai thiên hồng hoang đại lục khoa học kỹ thuật chủng tộc cũng rất ít rất ít này cũng lệnh vũ trụ tôn giả bát giai nông nổi cơ giáp dị thường thưa thất nhưng mà hiện tại thế nhưng có vũ trụ tôn giả bát giai cơ giáp xuất hiện hơn nữa hướng tới bọn họ tập kích mà đến. Vương Tiên thân hình vừa động, tránh né cái này cơ giáp tập kích, hắn sắc mặt hơi hơi biến ảo, vẫn là không có đánh trả. Bởi vì hắn sợ thao tác cơ giáp là bị nguyền rủa người. Đối phương bị hắn làm chết, chính hắn cũng muốn thừa nhận thật lớn đại giới, thậm chí tử vong. Ngạn quất. Vương Tiên thân hình lập lòe, bay thẳng đến một bên trốn đi, cũng không cùng kia hoang thú tiến hành tranh đấu. Chíp 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 chíp. Khi từng con hoang thú nhìn đến Vương Tiên rời đi, tỏa định không trung một đám cơ giáp, chuẩn bị tập kích. KKK Bất quá lúc này, mười mấy cơ giáp trực tiếp bay qua tới, một đám cơ giáp cởi rớt, lộ ra bên trong một đám bị nguyền rủ người. Một chúng hoang thú nhìn đến bọn họ, trong mắt rõ ràng lộ ra kiên kỵ thần sắc, không muốn trêu chọc, gầm nhẹ vài tiếng. Các ngươi là người nào? Chú Linh Thôn cùng chúng ta chính đuốc yêu tộc vẫn luôn giao hảo, các ngươi vì sao phải tập kích chúng ta? Một bên vị trí, chính đuốc yêu tộc một người cường giả sắc mặt nang tham chất vấn nói. Giao hảo chúng ta tiến hành hợp tác, các ngươi liền một thành đô không cho chúng ta, đây cũng là giao hảo. Lập tức cút đi, này động thiên phúc địa thuộc về chúng ta chú Linh Thôn. Một cái cơ giác nội truyền đến lạnh băng thanh âm. Thật là các ngươi chú Linh Thôn, các ngươi từ nơi nào lộng tới nhiều như vậy cường đại cơ giác. Nghe được hắn nói, chính đúc yêu tộc một đám người sắc mặt khó coi vô cùng. Tấu chương xong. Chương 3338, Nguyền Rũ Chi Long. Thường. Các ngươi không cần biết, giết bọn họ. Chú Linh thôn người không hề có để ý tới cùng cố kỵ chính đuốc yêu tộc, một cái cơ giáp gầm nhẹ một tiếng, bay thẳng đến bọn họ tập kích mà đi. Tại đây hơn 400 cái trong cơ giáp, vũ trụ tôn giả bác dai, ước chừng có bốn cái. Cổ lực lượng này, đặt ở khai thiên hồng hoang đại lục bên cạnh vị trí, tuyệt đối là phi thường cường đại cùng khủng bố tồn tại. Mặt khác một chúng cơ giáp, cũng bay thẳng đến quan tộc cùng chính đuốc yêu tộc tập kích mà đi. Chết đi! Vương tiên phía trước, khi một cái vũ trụ tôn giả bát dai cơ giáp lại lần nữa hướng tới hắn tập kích mà đến này quỷ dị đồ vật. Vương tiên nhịn không được tức giận mắng một câu, này cơ giáp, hắn có tin tưởng nháy mắt đem chi nháy mắt hạ gục. Nhưng bên trong có thể là bị nguyền rủ người, hắn không dám đem chi tiêu diệt. Này làm hắn trong lòng có chút tức giận, có chút nghẹn khuất. Không tốt, lui lui. Quan tộc cùng chính đuốc chủng tộc đối mặt chú Linh thôn này đàn cơ giáp tập kích, liền càng thêm bị động. Chỉ cần phản kích, chém giết bọn họ, liền sẽ gặp đến nguyền rủa tập kích. Nhưng nếu là không phản kích, những cái đó cơ giáp cũng phi thường khủng bố, vũ trụ tôn giả bát giai cường giả đều có thể đủ sát. Như thế dưới tình huống, quan tộc cùng chính đuốc yêu tộc, căn bản không có biện pháp đánh. Chỉ có thể đủ đào tẩu, rời xa. Đặc biệt là hiện tại, năm tên vũ trụ tôn giả bát giai cường giả, trực tiếp bị giết ba gã, đối với bọn họ chủng tộc tới nói, tổn thất đã phi thường thảm thiết. Hai đại chủng tộc vũ trụ tôn giả bát giai cường giả ra sức ngăn cản, còn lại một chúng thành viên lập tức biến mất rời đi, trở lại chính mình thần quốc nội. Cũng may mắn là ở vào động thiên phúc địa bên trong, bọn họ khôi phục lực phi thường cường đại, mà này động thiên phúc địa, đối với cơ giáp không có bất luận cái gì tác dụng. Đi. Cuối cùng hai gã vũ trụ tôn giả bác giai cường giả nhìn đến thủ hạ rời đi, thân hình vừa động, nháy mắt biến mất không thấy. Người này là người nào? Như thế nào cũng có được vũ trụ tôn giả bác giai thực lực. Bọn họ cùng quan tộc cùng chính đuốc yêu tộc không phải một đám. Quan tộc cùng chính đuốc yêu tộc mọi người rời đi, vương tiên phía trước cái kia cơ giáp phát ra máy móc thanh âm, dò hỏi. Không biết, làm thịt hắn, lập tức thượng trăm cái cơ giáp hướng tới vương tiên tập kích mà đến vương tiên hơi hơi nhíu nhíu mày vô thủy thánh cánh kích động nháy mắt hướng tới một bên bay đi lấy hắn tốc độ một chúng cơ giáp căn bản đuổi không kịp hắn này đàn gia hỏa thật đúng là ghê tởm bị nguyền rủa người mượn dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn bộc phát ra cường đại thực lực hơn nữa bọn họ bên trong còn có tử sĩ có chút phiền phức vương tiên ném ra một chúng cơ giáp sắc mặt có chút khó coi biến ảo nguyền rủa lực lượng có bao nhiêu cường hắn vừa rồi đã xem như kiến thức qua Ba gã vũ trụ tôn giả bắt giai cường giả, không có chút nào chống cự chi lực. Mà bọn họ gần là mười mấy nguyên rủ người, thậm chí còn liên lụy tới rồi hậu đại. Quỷ dị, khủng bố. Hơn nữa, bọn họ cùng kia khoa học kỹ thuật, xác thật tương đối xứng đôi, chế tạo tử sĩ quả thực này đây nhược đổi cường. Này đối với rất nhiều chủng tộc tới nói, đều là đại kiếm. Đi chung quanh nhìn xem. Nếu như nói từ bỏ này động thiên phúc địa, Vương Tiên không cam lòng, hắn thân hình vừa động, quay chung quanh động thiên phúc địa phi hành một vòng toàn bộ động thiên phúc địa diện tích cũng không phải rất lớn bất quá giờ phút này ở bên trong một đám bị nguyền rủ người không kiên nể gì phi hành không có một con hoang thú dám tập kích bọn họ bọn họ dường như ở điều tra tình huống chuẩn bị chiếm cứ nơi đó này đó bị nguyền rủ người thực lực như thế chi nhược bọn họ như thế nào lộng như thế cường đại cơ giác sau lưng là cái nào thế lực vương tiên ánh mắt lập lòe nghĩ đến khai thiên hồng hoang đại lục bên cạnh công nhận cường đại nhất một cái thế lực sắt thép công hội nếu như nói vô yêu quốc gia còn sẽ bị bài đến tiền tam lời nói, kia tuyệt đối không phải đệ nhất, bởi vì đệ nhất là sắt thép công hội. Đây là một cái khoa học kỹ thuật thế lực, cũng là khai thiên hồng hoang đại lục mạnh nhất một cái khoa học kỹ thuật thế lực. Ở toàn bộ vũ trụ trung, sắt thép công hội khoa học kỹ thuật thế lực có thể bài đến tiền tam. Có thể nghĩ thực lực của bọn họ. Chú Linh thôn người, khả năng chính là từ sắt thép công hội nơi đó đạt được cơ giác. Đương nhiên, cũng có khả năng là mạch khác khoa học kỹ thuật chủng tộc hiện tại muốn cạnh tranh cái này động thiên phúc địa, cần thiết muốn nắm giữ một cái biện pháp, đó chính là ngăn cản trụ nguyền rủa lực lượng. Vương Tiên trong lòng suy tư. Loại này nguyền rủa lực lượng rất mạnh, đề cập tới rồi đặc thù nhân quả chi lực, huyết mạch chi lực. Vương Tiên thân hình vừa động, lập tức hướng tới phía sau vị trí bay đi. Hắn muốn đi cái kia nguyền rủa chi trì địa phương đi xem. Vương Tiên tốc độ thực mau, hai ngày sau đi vào kia một chỗ đen nhánh tỉnh mịch hải vực, đường hắn bay đến trung ương thời điểm, một cổ quỷ dị năng lượng đánh sâu vào mà đến, giờ phút này tại đây nguyền rủa chi trì chung quanh không có bất luận cái gì một người nơi này vốn là không phải cái gì bảo địa tránh né còn không kịp đâu cũng không có người lại đây vương tiên tới gần này quỷ dị bồn địa càng tới gần càng cảm giác được một cổ quỷ dị lực lượng hướng tới chính mình ăn mòn mà đến này đó quỷ dị lực lượng muốn dung nhập vương tiên trong cơ thể này lực lượng tăng nguyên vẫn là hắc ám chẳng qua thuộc về hắc ám biến chủng vương tiên ngăn cản cổ lực lượng này đi đến bồn địa bên cạnh vị trí đứng ở chỗ này gần như là hắn thân thể chống cự cực hạn một khi tiến vào bồn địa nội chỉ sợ sẽ gặp đến khủng bố tập kích chính mình có được quan ám chi tâm có thể ngăn cản loại này nguyền rủa tổ thụ có thể ngăn cản loại này nguyền rủa quan ám chi tâm cùng tổ thụ là vương tiên đối kháng loại này quỷ dị nguyền rủa ác chủ bài quan ám chi tâm hắc ám là căn nguyên hắc ám có thể thử một lần hắn trong lòng suy tư thân hình vừa động thái cực long bàn chậm rãi hiện lên ở chung quanh thái cực long bàn hắc ám bộ phận chậm rãi hóa thành một cái hắc ám chi long hướng tới bồn địa nội bay đi ông đương hắc long tiến vào trong nháy mắt liền gặp đến khủng bố tập kích từng luồng quỷ dị hắc ám chi lực hướng tới hắc long trong cơ thể dâng lên trong nháy mắt này vương tiên cảm ứng được thái cực long bàn dường như ở hỏng mất trống trống một bên vị trí khi quan minh thần long rít vào một tiếng bay đến hắc long bên cạnh thái cực vận chuyển lập tức hướng tới vương tiên bên này tránh được tới ngăn cản không được thái cực long bàn ngăn cản không được này quỷ dị công kích thậm chí ở nhiều lưu lại vài giây liền phải hư hao thái cực long bàn chính là có thể ngăn cản trụ vũ trụ tôn giả cửu giai công kích a vương tiên nhịn không được trong lòng cảm thán sắc mặt hơi hơi biến ảo này đó quỷ dị hắc ám chi lực dường như có được linh hồn giống nhau hắn trong miệng lẩm bẩm chần chờ một chút bàn tay vừa động một cái xám xịt cành ra tay ở trong tay phản hồn một phản hồn một có thể hấp thu linh hồn đương nhiên cái này hấp thu linh hồn gần là có thể hấp thu long cung thành viên linh hồn này đó hắc ám chi lực xâm lấn hết thảy đồ vật nếu như đem phản hồn một bỏ vào đi đâu phản hồn một cành sẽ bị đánh tan vương tiên cảm thấy khả năng tính phi thường tiểu rốt cuộc phản hồn một nó mẫu thân là tổ thụ hắn không cho rằng một cái nguyền rủa chi trì có thể chống lại thiên nguyên tạo hóa chí bảo không biết sẽ phát sinh sự tình gì hắn trong miệng lẩm bẩm đem phản hồn một tham nhập nguyền rủa chi trì nội tấu chương xong Chương 3339, Nguyền Rũ Chi Long Hạ Ông 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 Đương phản hồn một tham nhập quỷ dị Nguyền Rũ Chi trì nội khi, từng luồng Nguyền Rũ Chi lực hướng tới phản hồn một dũng mãnh vào, này Nguyền Rũ lực lượng, muốn đem phản hồn một hoàn toàn phá hư. Vương Tiên nhìn chầm chầm phản hồn một cành, trong mắt lập lòe ánh sáng. Ông 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 Phản hồn một gặp đến tập kích, nó tản mắt ra xám xịt năng lượng. Phản hồn một, vốn chính là vũ trụ chúa tể cấp bậc bảo vật, cường đại vô cùng, huống chi, hiện giờ còn có được thiên nguyên tạo hóa cấp bậc chỗ dựa, tổ thụ. Này nguyên rũ chi trì sát thật quỷ dị, cho dù là vũ trụ chúa tể tiến vào bên trong, khả năng cũng sẽ ngã xuống. Gần bước vào bên cạnh phản hồn một, xám xịt lực lượng bao vây lấy, đối mặt nguyên rũ xâm lấn, không có chút nào phá hư. Vương Tiên hơi hơi nhướng nhướng mày, lẳng lặng mà nhìn. Thời gian một chút qua đi, phản hồn một không có đã chịu chút nào thương tổn, nhưng là lại không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Này lệnh Vương Tiên hơi hơi nhíu mày, hắn chần chờ một chút, đem chính mình một nửa cánh tay cũng tham nhập nguyền rủa chi trì. Cánh tay hắn tiến vào bên trong lúc sau, lập tức có nguyền rủa chi lực hướng tới vương tiên trong cơ thể dũng đi. Hắn tâm thần vừa động, ở vào trong thân thể hắn quan ám chi tâm vận chuyển, hắc ám chi lực ngăn cản ở chính mình cánh tay vị trí, phòng ngừa nguyền rủa tiến vào chính mình trong cơ thể. Có hiệu quả. Đương quan ám chi tâm lực lượng ngăn cản nơi tay cánh tay chỗ thời điểm, khi quỷ dị nguyền rủa chi lực bị ngăn cản trụ. Bất quá tuy rằng ngăn cản ở, nhưng vương tiên cánh tay, lại nhanh chóng bị này quỷ dị nguyền rủa sở xâm lấn. Hắn nhìn đến, chính mình cánh tay thường xuất hiện một đám màu đen xăm mình. Này hắc ám xăm mình dày đặt cánh tay hắn, hoặc nhìn cùng bị nguyền rủa người cánh tay giống nhau như đúc. Vương Tiên cảm ứng một chút chính mình cánh tay, cánh tay bị nguyền rủa xâm lấn, có thể động, nhưng là lại cảm giác năng lượng tắt, lực công kích giảm đi. Hắn đem cánh tay vương tới, toàn bộ cánh tay hoàn toàn bị này quỷ dị hắc ám xăm mình bao trùm, dường như cùng cánh tay hòa hợp nhất thể. Lui về phía sau ra nguyền rủa chi trì phạm vi, vương tiên nhìn chính mình cánh tay tâm thần vừa động quan ám chi tâm lực lượng hướng tới này quỷ dị hắc ám xăm mình đuổi đi mà đi ông vương tiên cảm giác chính mình cánh tay run rẩy nguyên rủa lực lượng bị bắt đầu đuổi đi bất quá cái này đuổi đi cũng không phải trực tiếp tiêu tán mà là hướng tới bàn tay dũng đi bàn tay thượng hắc ám xăm mình hướng tới cánh tay hắn thượng phản hồn một dũng đi phản hồn một lực lượng rất mạnh vừa mới vọt tới phản hồn một mũi nhọn địa phương liền ngừng lại cho nên những cái đó hắc ám xăm mình chỉ có thể đủ tụ tập ở bên nhau cuối cùng tụ thành một cái viên cầu viên cầu liền như vậy cắm ở phản hồn một thượng vương tiên thấy như vậy một màn ngây ngẩn cả người giờ khắc này hắn cảm giác này viên cầu nội một loại quỷ dị lực lượng bị tiêu ma rớt dường như cùng phản hồn một hòa hợp nhất thể không đúng cùng phản hồn thai quả giống nhau như đúc bất quá cái này thai quả thực đặc thù không có linh hồn vương tiên nhìn này quỷ dị trái cây trong mắt lập lòe ánh sáng nếu như long cung thành viên đem chi cắn nuốt sẽ thế nào vương tiên ánh mắt lập lòe nghĩ tới không lâu phía trước kia trăm vạn người tiến vào nguyền rủa chi trì nội kết quả lại có mấy chục cá nhân còn sống hay không đem chi cắn nuốt có thể trở thành bị nguyền rủa sinh linh vương tiên tâm thần vừa động lập tức thông tri một chút ám liệt vẽ một cái tế đàn làm hắn mang một người long cung thành viên lại đây long vương thực mau một người vừa mới gia nhập long cung không bao lâu thành viên bị ám liệt mang lại đây đem cái này nuốt phục vương tiên nhìn nhìn hắn phân phó nói trước mắt cái này mới gia nhập long cung thành viên đã tiến hóa vì cùng long long chủng là long vương tên kia long cung thành viên gật gật đầu lập tức tiếp nhận tới đem chi dùng ông đương hắn đem này hắc ám viên cầu cắn nuốt lúc sau thân hình lập tức đã xảy ra biến hóa hắc ám xăm mình chậm rãi xuất hiện ở trên người hắn thượng nhanh chóng hướng tới toàn thân lan tràn hắn cúi đầu nhìn nhìn cảm ứng không đến thống khổ nhưng hơi hơi nhíu mày long vương ta cảm giác thực lực của ta ở nhanh chóng giảm xuống ta đối với thuộc tính khống chế ở hạ thấp. Thực mau, hắn sắc mặt khẽ biến, lập tức nói. Không có việc gì. Vương tiên lắc lắc đầu, vài phút sau, trước mắt tên này long cung thành viên, hoàn toàn hóa thành bị nguyền rủa tồn tại. Có cái gì cảm giác? Vương tiên hướng tới hắn hỏi. Long vương, ta thực lực hạ thấp, trước kia ta có thể càng tam giai mà chiến, hiện tại chỉ có thể đủ càng nhất giai mà chiến, mặt khác ta cảm giác được ta trong cơ thể ẩn chứa quỷ dị năng lượng. Hắn trừng lớn đôi mắt hướng tới vương tiên nói thực hảo ta mang ngươi đi thử nghiệm một chút vương tiên trong mắt lập loài ánh sáng thân hình vừa động mang theo hắn hướng tới bên ngoài bay đi một ngày sau hắn bay ra này phiến tỉnh mịt nơi tìm được một con vũ trụ tôn giả ngủ dai hoang thú tiến hóa vì bị nguyền rủa long cung thành viên chỉ có được vũ trụ tôn giả nhất dai cảnh giới bởi vì hiện tại chỉ có thể đủ càng nhất dai mà chiến cho nên hắn cùng một ít vũ trụ trung cấp chủng tộc huyết mạch không sai biệt lắm đi công kích này chỉ hoang thú làm hắn giết ngươi sau đó ta sẽ đem ngươi sống lại Vương Tiên lập tức hướng tới hắn phân phó nói. Là Long Vương. Tên kia Long Cung thành viên không có chút nào do dự, bay thẳng đến kia chỉ hoang thú tập kích mà đi. Oanh. Hắn không có chút nào do dự, trực tiếp khởi xướng công kích. Khi chỉ hoang thú nhìn đến có người hướng tới chính mình tập kích mà đến, ánh mắt lộ ra lửa giận, trên người lưỡi dao gió vờn quanh. Bất quá đương hắn nhìn đến Long Cung tên này thành viên khuôn mặt thời điểm, trên mặt rõ ràng lộ ra kiên kỵ thần sắc, lập tức thu hồi tay, không dám ra tay công kích bất quá tên này long cung thành viên thân hình lập lòe trực tiếp đi vào này chỉ hoang thú chung quanh hắn chung quanh lưỡi dao gió nháy mắt đem này chém giết trống 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 khi chỉ hoang thú thấy như vậy một màn rõ ràng là hoảng sợ hoảng sợ vô cùng ngao 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 không đến một phút nó phát ra kêu thảm thiết tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng trên người bị nguyền rủa quấn quanh chậm rãi chết đi vương tiên bay qua đi nhìn này chỉ hoang thú tử vong hắn lấy ra phản hồn một tên kia long cung thành viên linh hồn bay qua tới chậm rãi bắt đầu ngưng tụ thành phản hồn thai quả. Trước kia thời điểm, ngưng tụ phản hồn thai quả toàn bộ đều là xám xịt. Mà hiện tại, này phản hồn thai quả có chút phím hắc. Thật là cường đại nguyền rủa, cho dù là hắn sau khi chết lại sống lại, cũng thoát khỏi không được nguyền rủa, trách không được loại này nguyền rủa có thể trống rỗng nguyền rủa huyết mạch gần người. Vương Tiên trong miệng lẩm bẩm, trong mắt lập lòe ánh sáng. Này Long cung thành viên sống lại lúc sau, có thể nói là một cái tân long chủng. Đã kêu làm nguyền rủa chi long đi hắn trong miệng lẩm bẩm. Tuy rằng nói loại này nguyền rủa chi long chỉ có thể đủ càng nhất giai mà chiến, nhưng là loại này quỷ dị trình độ, liền vương tiên đều cảm thấy phi thường ghê tởm. Vũ trụ chúa tể nhìn đến này bị nguyền rủa sinh linh đều xa xa tránh né, không nghĩ muốn dính chọc này ghê tởm đồ vật. Nếu như long cung có một cái nguyền rủa chi long long chủng nói, khác không nói, cũng xác thật rất lệnh người kiên kỵ. Vạn nhất đem chi giết, chính mình cũng xong đời. Quan trọng nhất chính là, một cái vũ trụ tôn giả nhất giai nguyền rủa chi long, có khả năng đổi đi một người vũ trụ tôn giả đỉnh cường địch. Này quả thực chính là kiếm lớn. Tấu chương xong. Chương 3340, có gan giết chúng ta. Bất quá, tuy rằng Long Cung có thể ra đời nguyền rũ Chi Long, nguyền rũ Chi Long diệt nguyền rũ người nói, sẽ không gặp đến nguyền rũ, nhưng là đối phương còn có kia cường đại cơ giáp, này như cũ là một cái phiền toái. Phương pháp tốt nhất là, chính mình có thể ngăn cản này quỷ dị nguyền rũ. Vương Tiên trong miệng lẩm bẩm. Trước mắt tuy rằng nói quan ám chi tâm có thể đem nguyền rủa đuổi đi trong cơ thể, nhưng này cũng yêu cầu một cái quá trình. Nếu như hắn trực tiếp tiến vào nguyền rủa chi trì nội, nguyền rủa nháy mắt bùng nổ, cho dù là bất tử, hắn cũng muốn bị thương nặng. Hắn nếu là trực tiếp chém giết mấy trăm cái bị nguyền rủa người, đến lúc đó cũng sẽ phi thường phiền toái. Tiếp tục đi thử nghiệm một chút. Vương Tiên nói, thân hình vừa động, lại lần nữa trở lại nguyền rủa chi trì phía trước. Bào chế đúng cách, lại lần nữa ngưng tụ một cái nguyền rủa phản hồn thai, hắn nhìn cái này phản hồn thai quả đánh giá làm thái cực long bàn thượng phân thân thử xem vương tiên tâm tư trăm chuyển thái cực long bàn hiện giờ hắn hắc ám cùng quan minh hai cái phân thân khống chế nếu như lệnh hắc ám phân thân cắn nuốt này trái cây sẽ là tình huống như thế nào có thể thử một lần nếu như không được quan ám chi tâm có thể đem chi đuổi đi vương tiên trầm tư một chút thái cực long bàn là hắn lấy quan ám hai cái phân thân chế tạo hiện giờ phân thân đã hóa thành linh hồn đã không có thân thể ở không có thân thể dưới tình huống bị nguyền rủa sau, có lẽ năng lượng vận chuyển sẽ không tắt, cũng sẽ không hạ thấp phân thân thực lực. Hơn nữa, còn có quan ám chi tâm tiến hành áp chế vận chuyển, hẳn là không có quá lớn vấn đề. Chỉ cần có thể thành công, khi hắn liền có tin tưởng đối kháng nguyền rủa chi lực. Nghĩ đến sau liền bắt đầu thực nghiệm, hắn triệu hồi ra thái cực long bàn. Thái cực long bàn cắn nuốt quan minh hắc ám bảo vật có thể tăng lên, tự nhiên cũng có thể đủ hấp thu này viên cầu. Ông. Đương hấp thu lúc sau, thái cực long bàn không có quá lớn biến hóa, nhưng là thực mau vương tiên phát hiện thái cực long bàn màu đen địa phương càng thêm thâm thúy lại còn có lộ ra quỷ dị thành công vương tiên nhướng nhướng mày thân hình vừa động thái cực long bàn hoàn toàn đem chính mình bao bọc lấy hắn thân hình vừa động vương tay tìm được phía trước nguyền rủa chi trì nội ông một cổ nguyền rủa lực lượng ăn mòn mà đến thái cực long xoay quanh chuyển nguyền rủa lực lượng không chỉ có không có tiến vào vương tiên trong cơ thể ngược lại bị thái cực long bàn hấp thu một ít hắn ánh mắt lộ ra vui mừng thân hình vừa động trực tiếp tiến vào nguyền rủa chi trì nội thành công thân hình ở vào bên trong ở thái cực long bàn bảo hộ hạ không có gặp đến chút nào công kích hơn nữa ở vương tiên cảm ứng hạ này thái cực long bàn hẳn là đã xảy ra đặc thù thay đổi cái này thay đổi tạm thời không có bị phát hiện hiện tại chính mình có thể cùng những cái đó bị nguyền rủa người bính một chút vương tiên ánh mắt lộ ra lạnh lẽo thần sắc đám kia gia hỏa không kiên nể gì công kích chính mình hiện tại chính mình có thể đưa bọn họ toàn bộ đều làm thịt vương tiên thân hình vừa động lập tức hướng tới kia một chỗ động thiên phúc địa bay đi. Vẫn luôn phi hành hai ngày, vương tiên lại lần nữa đi vào kia động thiên phúc địa phía trước chỗ. Trống trống trống. Ô ô ô. Ở hắn vừa mới bước vào kia sinh cơ bừng bừng mỹ lệ đáy biển thời điểm, phía trước vị trí, đột nhiên từng con hoang thú hướng tới bên ngoài bỏ chạy đi. Vương tiên nhìn đến khắp nơi chạy trốn hoang thú, hơi hơi nhíu mày. Bọn họ đã bắt đầu đuổi đi nơi này hoang thú sao? Vương tiên ánh mắt lập lè. Trống trống. Đúng lúc này, một con thoạt nhìn dữ tận vô cùng thủy tộc sinh vật hướng tới hắn cái này phương hướng chạy trốn nhìn đến phía trước vương tiên này điên cuồng hét lên một tiếng vương tiên ánh mắt quét tới tại đây một mảnh khu vực nội hoang thú thực lực đều không yếu phía trước này chỉ hoang thú thực lực đạt tới vũ trụ tôn giả lục giai sức chiến đấu này thực lực đã không yếu hắn tâm thần vừa động đứng ở nơi đó bất động thái cực long bàn huyền phù ở chung quanh phốt khi giữ tận hoang thú có được thật dài móng vuốt bay thẳng đến vương tiên chộp tới nhưng mà Kỳ móng vuốt dừng ở Thái Cực Long Bàn thượng khi, Long Bàn không chút sức mẻ. Ông. Lúc này, Vương Tiên cảm ứng được Thái Cực Long Bàn thượng truyền đến một cổ phản lực. Này cổ phản lực, sau này hoang thú lực công kích còn mạnh hơn gấp đôi. Phốt! Kỳ hoang thú sắc mặt cùng biến, trên người xuất hiện một đạo màu đen dấu vết, hoảng sợ hướng tới nơi xa bỏ chạy đi. Vương Tiên cánh tay vung lên, đem chi chém vết. Thế nhưng nhiều một cái năng lực, bắn ngược đối phương công kích. Đây là kia nguyên rủa chi lực nguyên nhân sao? vương tiên đầy mặt kinh hỉ nhìn này thái cực long bàn này có chút lợi hại a à. vừa rồi kia hoang thú công kích ít nhất cấp hai trả về tới rồi nó trên người qua đi nhìn xem vương tiên thân hình vừa động đi vào kia động thiên phúc địa đồ truyền tống vị trí thông qua cái kia truyền tống trận nháy mắt biến mất ông đương hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã đi tới kia động thiên phúc địa bồn địa phía trước vị trí hắn ánh mắt đảo qua chung quanh lập tức nhìn về phía trước vị trí có người không phải kia cơ giác Vương Tiên hướng tới bên phải nhìn lại, lập tức ẩn nấp thân hình, hướng tới bên kia thật cẩn thận dựa qua đi. Chú Linh Thôn, các ngươi là tìm chết sao? Giết chúng ta chính đuốc yêu tộc cường giả, còn đem chúng ta chính đuốc yêu tộc đến chú Linh Thôn nơi đó truyền tống trận phá hư, thật cho rằng chúng ta đem các ngươi không có cách nào. Một thanh âm truyền vào Vương Tiên trong tai, hắn ánh mắt nhìn lại, trong mắt lập lòe ánh sáng. Phía trước vị trí là chính đuốc yêu tộc cùng quan tộc cường giả. Chỉ có chính tên cường giả, nhưng bọn hắn chính tên toàn bộ đều là vũ trụ tôn giả bát giai cường giả. Ở bọn họ phía trước vị trí, là một chúng bị nguyền rủ người. Trong đó có vương tiên một cái phi thường hình bóng quen thuộc, chú Linh thôn tên kia bà lão. Tên này bà lão vương tiên vừa mới truyền tống lại đây thời điểm gặp qua. Cùng thượng một lần nhìn thấy thời điểm giống nhau, trên mặt nàng tràn ngập đạm nhiên, tràn ngập kinh thường. Đó là một loại không đem bất luận cái gì cường giả đặt ở trong mắt thần sắc. Bọn họ này đang bị nguyền rủ người, cũng xác thật có tư cách này. Ha ha, giết chúng ta liền giết, như thế nào? Muốn báo thù? Các ngươi dám sao? Mở miệng nói chuyện chính là tên kia bà lão, nàng lạnh lùng nhìn chầm chầm phía trước quan tộc cùng chính đuốc yêu tộc một chúng cường giả. Chú Linh Thôn, này chỗ động thiên phúc địa là chúng ta tìm được, các ngươi nếu là chiếm cứ nơi này, suy xét một chút hậu quả, thật cho rằng chúng ta đem các ngươi này đang bị nguyền rủa người không có cách nào. Quan tộc một người cường giả đầy mặt sát khí nhìn bọn hắn chầm chầm. Này động thiên phúc địa ngày sau chính là chúng ta chú Linh Tồn địa bàn, các ngươi nếu là dám vào tới, có thể thử một lần. Một người chú linh tồn lão giả đầy mặt lạnh băng nói. Các ngươi là ý vào sắt thép công hội sao? Chính đuốc yêu tộc trung ương cường giả trầm khuôn mặt hỏi. Chúng ta chú linh tồn không thuận theo trưởng bất luận kẻ nào, cùng bọn họ cũng bất quá là hợp tác thôi. Bà lão nhàn nhạt nói, ánh mắt đảo qua bọn họ chính người, lập tức lăn ra chúng ta chú linh tồn địa bàn, nếu không ngày sau đừng trách chúng ta không khách khí. Ngươi! Chính đuốc yêu tộc cường giả sắc mặt biến đổi, tràn ngập lửa giận. Ngươi cái gì ngươi, có gan giết chúng ta. Bằng không liền lăng, này động thiên phúc địa, thuộc về chúng ta chú linh thôn. Một người lão giả trào phúng nói. Tấu chương xong.